Nấc cục là hiện tượng phổ biến và hầu như không gây hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu nấc cục lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ dễ khiến bạn mệt mỏi, khó chịu, đôi lúc ngại ngùng nếu ở nơi đông người. Vậy thì vì sao chúng ta lại bị nấc cục và làm sao để trị nấc cục nhanh chóng? Cùng tìm hiểu với Bách Hóa Xanh ngay sau đây nha. Vì sao chúng ta lại nấc cục? Theo trang y tế của Mỹ Medicine Desk, nấc cục là một hiện tượng co thắt cơ hoành đột ngột, không tự chủ, dây thanh âm sẽ đóng lại và gây ra nấc cục. Thông thường không có lý do nào cụ thể khiến bạn bị nấc cục. Tuy nhiên, một số việc làm sau đây có thể gây ra chứng nấc cục, ví dụ như là ăn quá nhanh, ăn hoặc uống quá nhiều thức ăn cay nóng và đồ uống có ga, hít phải khói độc, sợ hãi hoặc căng thẳng, v.v. Hầu hết các trường hợp nấc cục sẽ tự khỏi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu tình trạng nấc cục kéo dài hơn 48 giờ hoặc lặp đi lặp lại thường xuyên kèm với sốt, khó thở, nôn mửa thì các bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ nha. Cách trị nấc cục hiệu quả ngay tại nhà. 1. Uống nước lạnh. Chắc hẳn nhiều người đã biết đến cách chữa nấc cục bằng cách uống nước thành những ngụm nhỏ. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả thì các bạn nên dùng nước đá lạnh. Nhiệt độ lạnh từ nước đá sẽ giúp dịu dây thần kinh cơ hoành đang bị kích thích, từ đó giảm cơ thắt đột ngột cơ hoành và giúp bạn dừng nấc cục. 2. Bịt hai tay. Đây là một cách chữa nấc cục đơn giản và dễ làm nhất. Các bạn chỉ cần dùng hai ngón tay trỏ bịt chặt hai tay với lực vừa phải trong khoảng 3 phút. Việc bịt hai tay sẽ tác động vào các dây thần kinh phế vị ở não, từ đó giúp ngừng cơn nấc cục hiệu quả nhanh chóng. Sau khi bịt hai tay, bạn có thể kết hợp uống vài ngụm nước lạnh để tăng hiệu quả trị nấc cục. 3. Dùng đường. Một số mẹo dân gian thường dùng đường để chữa nấc cục cho các bé nhỏ, bởi vì vị ngọt sẽ giúp cho trẻ thích thú, từ đó giảm sự tập trung và các cơn nấc. Bên cạnh đó, vị ngọt của đường cũng sẽ kích thích niêm mạc vùng hầu họng, gây gián đoạn các xung đột thần kinh xung quanh và loại bỏ cơn nấc hiệu quả. Nếu không có đường, bạn có thể thay thế bằng mật ong cũng có hiệu quả tương tự. 4. Lè lưỡi. Việc lè lưỡi sẽ kích thích được vùng hầu họng, giảm cơn co thắt gây ra nấc cục nhanh chóng. Việc lè lưỡi cũng có thể phân tán sự chú ý của cơ thể và giúp chúng ta quên đi cơn nấc cục. Các bạn nên lặp lại động tác lè lưỡi trong khoảng 5 đến 6 lần để cơn nấc cục nhanh chóng chấm dứt hơn nha. 5. Hít và thở sâu. Hít thở sâu là một cách giúp bạn chữa nấc cục nhanh chóng và có hiệu quả nhanh. Việc cần làm lúc này là lấy hơi, hít vào thật sâu, giữ khí lại trong 10-15 giây, sau đó thở ra từ từ. Việc hít thở sâu sẽ giúp bạn làm căng cơ hoành và ngăn được nhịp cơ thắt của nó lại. Cơn nấc cục từ đó sẽ biến mất nhanh chóng. Nếu bạn không quen với việc giữ khí lại, bạn có thể hít sâu hết mức rồi thở ra thật mạnh liên tục vài lần cũng đem lại hiệu quả tương tự. Trên đây là những mẹo trị nấc cục đơn giản tại nhà. Các bạn còn mẹo hay ho nào nữa không thì hãy chia sẻ với Bách Hóa Xanh bên dưới phần bình luận nha. Bách Hóa Xanh xin chào và hẹn gặp lại.